Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Peter Gero, bóng đá vui nhộn. Kỹ năng chơi với trái bóng siêu đỉnh của Ronaldo. Cristiano Ronaldo mới đây đã có một cuộc phỏng vấn thú vị với tạp chí France Football. Qua nội dung của cuộc phỏng vấn này, có thể khẳng định rằng Ronaldo sẽ không bao giờ nói mình ăn may. Hãy cùng Peter Gero khám phá kỹ năng chơi với trái bóng siêu đỉnh của Ronaldo nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho kênh của Peter Gero nào. Tạm biệt. Cristiano Ronaldo được đánh giá là cầu thủ có thể ghi bàn hoặc đi bóng bằng tất cả các bộ phận trên cơ thể. Mặc dù thuận chân phải, nhưng những cú ra chân bằng kèo trái của Ronaldo cũng cực kỳ uy lực và hiểm hóc. Nhiều lần CR7 đã ghi bàn bằng những cú giật gót đầy bất ngờ. Sự đa dạng trong khả năng dứt điểm của Ronaldo khiến cho các hậu vệ rất vất vả khi phải theo kèm anh. Đó cũng được xem như là những nét riêng biệt tạo nên cá tính khác biệt của anh 7 trên sân cỏ. Không ít lần người hâm mộ và các cầu thủ khác phải há hốc mồm trước những lần phô diễn các kỹ năng khó tin trên sân bóng của siêu sao người Bồ. Và hôm nay, không để các bạn phải chờ đợi lâu, hãy để Mr. Zero cho các bạn sống lại những kỷ niệm, những trận cầu đã qua cùng CR7 và hãy xem kỹ năng chơi với trái bóng siêu đỉnh của anh thế nào nhé. Sẵn sàng thôi nào. Nhận được bóng từ đồng đội, Ronaldo dương cao chân đỡ, cũng kịp chớp thời cơ, cầu thủ áo xanh vội lao tới hòng cướp bóng từ CR7. Nhưng ngôi sao người Bồ đâu có cơ hội để cho đối phương. Vì chỉ cần thấy anh này từ xa, Ronaldo đã biết ngay ý đồ của đối thủ. Lợi dụng cú gàn chân của đối phương, anh bãi nhà ta móc bóng, thực hiện màn sâu kim cực gắt. Cầu thủ áo xanh chỉ còn nước khuỵu người xuống, tấm lưng bé nhỏ phải đỡ cả thân hình vạm vỡ của Cristiano Ronaldo, thương quá đi mà. Nhận thấy tình hình bất ổn, bóng có vẻ ra ngoài như một người dơi không áo choàng. CR7 dang rộng hai tay, nhảy bổng lên, đồng thời dương chân móc bóng qua đầu. Bóng bay ngược ra sau, còn anh thì tiếp đất một cách cực ngầu. Có vẻ như việc tìm cơ hội để cắt bóng từ Cristiano Ronaldo khá khó, bởi nếu như cầu thủ thường thì sẽ chẳng cần đến việc cả bốn hậu vệ bám càng cực gắt đến thế. Ấy vậy mà cũng không thể đổi kịp tốc độ và cũng chẳng đỡ nổi khả năng đi bóng thần sầu của anh 7. Chưa kể đến việc các cầu thủ áo trắng tiến đến một bước thì ngôi sao người Bồ đã vượt trước hơn cả một bước rồi. Nhận bóng, CR7 bình tĩnh, đỡ bằng ngực, nắm được tình huống sắp có đối phương tới cướp bóng, anh đánh lạc hướng bằng cách vắt chéo chân chuyền bóng nối ngang cho đồng đội. Đường kiến tạo của đồng đội, Cristiano Ronaldo tung cú volley bằng chân trái dứt khoát, pha sút quá chính xác, thậm chí khiến hàng thủ áo sọc đỏ trắng ngã ngửa khi cố gắng cản phá. Đương nhiên là lúc này bóng đã nằm gọn gàng trong lưới rồi, quá chất anh bảy ơi. Cắt bóng của ai không cắt lại đi cắt bóng của Ronaldo thì đúng là quyết định sai lầm rồi anh áo trắng ơi. Nhìn hậu quả, với màn tiếp đất bằng mông lạnh gáy kia thì tôi cá là anh này phải nhớ tới già luôn. Ở một diễn biến khác, anh bảy nhà ta vẫn ung dung đỡ bóng bằng ngực rồi tiếp tục đi bóng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lại xin chia buồn với anh áo xanh vì cú xoạc ê ẩm này, bởi vì dù có xoạc ngang, xoạc dọc kiểu gì đi nữa thì cũng khó để có thể đo được tốc độ cũng như là kỹ thuật của CR7. Và rồi, sau khi cầu thủ áo xanh nằm xoài ra sân thì Ronaldo vẫn móc bóng qua người anh này rồi tiếp tục rê bóng như đi bộ. Anh chàng áo trắng này còn cẩn thận dương chân, chắn đường sau khi thực hiện xoạc bóng nhưng bất thành. Ấy vậy mà anh bảy nhà ta phủ phàng kệ cho anh bạn nằm ngã nhòi ra đấy, còn mình thì cứ tiếp đường bóng mà dẫn thôi. Từ đâu bay về tới, giành được bóng dễ dàng từ các cầu thủ Auxerre. Anh bảy vội vàng dẫn bóng trước, nhưng lần này kém may mắn một chút, đối thủ kèm quá chặt và đông đảo nên dễ dàng cắt đường bóng từ anh. Bóng được truyền đến Ronaldo, anh nhanh chóng đỡ bóng bằng ngực rồi tiếp tục tân bóng bằng mũi chân phải. Để đến khi Corominas lao tới cướp bóng, anh nhanh trí chuyền bóng sang cho đồng đội.
Bằng nỗ lực pressing, các cầu thủ Atletico Madrid dường như có cố gắng như thế nào thì vẫn không thể cắt được bóng từ Ronaldo. Cho đến khi CR7 cảm thấy tình hình khá căng thì anh khéo léo lừa bóng rồi chuyển bóng lên cho đồng đội. Nhận đường truyền từ đồng đội, anh Bảy rất bình tĩnh trong việc định hướng đường bóng. Trong khi đó, bao vây anh là hàng phòng ngự áo vàng chặt chẽ, CR7 lợi dụng thời cơ cầu thủ đối phương số 5 gàn chân cắt bóng. Anh thực hiện màn sâu kim qua cầu thủ này để bóng được truyền tới đồng đội phía trên. Ronaldo là cầu thủ hay nhất thế giới và lúc này cậu ấy có thể ghi bàn bằng chân trái, chân phải, sút phạt và đánh đầu. Tôi nghĩ rất khó để hậu vệ ngăn cản được Ronaldo. Cậu ấy di chuyển quá linh hoạt, luôn tạo ra khoảng trống để tiền vệ chuyền bóng. Drogba từng phấn khích khi nói về Ronaldo. Có vẻ như sự chăm chỉ luyện tập cùng chân thuận này càng giúp anh sở hữu được thứ vũ khí chân phải vô cùng lợi hại mà rất nhiều đội bóng phải khiếp sợ. Nhưng mà pha này có vẻ hơi lố nha anh Bảy nha, đỡ bóng bằng ngực, kế đó Ronaldo liên tục tân bóng bằng chân phải. Nhưng có vẻ anh hơi oải rồi nên màn thể hiện không thành công. Chỉ sau hai lần tân bóng lên xuống, anh Bảy thật sự gục ngã. Trông hơi quê, nhưng ta vẫn nên dành những tràng pháo tay động viên cho anh Bảy đúng không nào? Đẩy ai không đẩy lại đi đẩy CR7 thì lại là một lỗi lầm rồi nhà anh áo xanh ơi. Trong anh Bảy nhà ta vẫn ung dung đứng như một bức tường vững chãi dù bị cầu thủ đối phương lao tới giành bóng vô tình và phải anh. Ronaldo bình tĩnh giữ bóng, tân qua người đối phương và tiếp tục đường bóng của mình. Ngầu quá nhà anh Bảy. Pha làm bàn hụt này đến từ màn áp sát của các cầu thủ áo đỏ. Ronaldo xử lý tinh tế bằng cách đỡ bóng bằng ngực, rồi xoay người móc bóng hướng về phía khung thành đối phương. Tiếc là bóng chỉ chạm cột dọc, nhưng dù sao CR7 cũng đã thực sự chơi rất hay rồi. Tiếp bóng từ đồng đội, Ronaldo xoay người bứt tốc về phía trung lộ. Nhưng sự theo kèm của dàn cầu thủ áo đen khiến anh phải nhả bóng về trước cho đồng đội. Có vẻ như là đúng người đúng thời điểm là câu nói nên áp dụng vào tình huống này. Tự hỏi Ronaldo có mắt ở sau lưng không khi màn chuyền bóng bằng lưng chuẩn xác này đã khiến các cầu thủ Atletico tròn xoe mắt ngơ ngác. Mà có lẽ tấm lưng phải chắc chắn cỡ nào thì bóng mới có thể bật lại mạnh và chính xác thế được. Tiếp tục ứng dụng tấm lưng của mình vào trận đấu, đó chính là một CR7 đẳng cấp. Người ta đi bóng xoay cầm ba bằng chân, anh Bảy dùng luôn lưng để đỡ bóng rồi xoay người tiếp tục đường bóng của mình, để lại bao ánh nhìn ngao ngán từ các cầu thủ Real Sociedad. Các bạn thích nhất CR7 trong trận đấu nào? Xin hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn share và subscribe, bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ Mr. Zero nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!